Đây là những cung đường tuyệt đẹp, tuyệt hoang sơ, trên đường từ thị trấn Dương Đông đi ra đảo cực nam của đảo An Thới, Phú Quốc. Những cảnh như thế này làm cho những dân phường ngơ ngẩn ngẩn ngơ, có thể dừng chân bất cứ lúc nào tại chỗ nào và có thể thư giãn, có thể thưởng thức những ly rượu xiêm bên những cái hải sản đẹp, hải sản ngon, cảnh đẹp.